cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 2910 đến chương 2916. Cuồng Nho, ông cũng không quá ngốc nhỉ? Ánh mắt của Thiên Luân vô cùng lãnh đạm. Lúc đó, tôi đã bị một kiếm của Diệp Lăng Thiên đánh bay cơ thể, ngay cả thần hồn cũng gần như hoàn toàn bị xé nát bởi sức mạnh của thanh kiếm đó. May mắn là tôi đã giữ lại được một ít, sau đó đưa vào địa đế, sau đó mới có thể rời khỏi kiếp nạn được. Sau đó, tôi đã đến núi Hắc Phong, nơi chôn hài cốt của Hổ Ma Thánh Đế và Hổ Ma Hắc Khải. Tiếp đến, tôi đã hợp nhất thần hồn của mình với cơ thể của Hổ Ma Thánh Đế, hoàn thành việc chuyển hóa từ người tu tiên sang ma tu. Nói chính xác thì thân thể này không phải là của Hổ Ma Thánh Đế, mà đã hoàn toàn thuộc về Thiên Ma Đế tôi. Ma khí mạnh mẽ trong lòng bàn tay hắn như muốn xé nát đất trời. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới, bao gồm tất cả các sinh vật trên vì hành tinh này, sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi. Tôi sẽ thống trị cả địa cầu, biến nó thành vương quốc của mình. Âm giọng cùng với dã tâm và khát khao vô bờ bến của hắn khiến cho nhiều đệ tử của Tứ Tượng Tông không khỏi rùng mình. Đối mặt với một ác ma mạnh mẽ vô song như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy con đường phía trước chợt trở nên u ám. Tất cả đều như bị chết chóc và sự sợ hãi bao trùm lấy. Ngay lúc này, mọi người đã hiểu tại sao Tam Nhất Môn, Thần Ý Môn, Lưu Văn Tông và Long Tượng Tông lại đột nhiên biến mất. Thiên Luân chính là kẻ khởi xướng tất cả. Những người đã biến mất e là đã bị Thiên Luân làm cho ma hóa, sau đó trở thành nô lệ để cho hắn sai khiến cơ thể. Trong lòng Thi Mạc vô cùng nặng nề, ông ta nhìn chằm chằm Thiên Luân với ánh mắt phức tạp. Thiên Luân, mặc dù chiêu thức của ông đê hèn, bỉ ổi, lại ranh mãnh, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn luôn coi trọng ông. Ông là người thừa kế chân truyền của Đại Thiên Cung. Tuy Thi Chiến Thiên An Tôn là kẻ thù của ông, nhưng anh ấy cũng chưa từng khinh thường ông. Nhưng tôi thực sự không ngờ ông lại từ bỏ thân phận và tôn nghiêm của một người tu tiên để sa vào ma đạo như thế này. Bây giờ ông quả thực đã rất mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Nhưng trong mắt tôi mà nói, ông hoàn toàn là một kẻ thất bại. Cho dù uy áp trên người Thiên Luân có mạnh thế nào đi chăng nữa, Thi Mạc vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói, Thiên Luân, tham vọng thống trị trái đất của ông sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Bởi vì ông đã bị nỗi hận thù nuốt chửng, để có được sức mạnh, ông đã đánh mất chính mình. Nếu Diệp Lăng Thiên đã có thể đánh bại ông một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến. Nghe xong lời của Thi Mạc, sắc mặt của Thiên Luân đột nhiên trùng xuống, giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Muốn chết sao? Bị Diệp Thiên đánh bại là cái gai lớn nhất trong lòng của hắn. Thiên Luân tự nguyện ma hóa, trở thành một người tu ma, hoàn toàn là vì muốn báo thù Diệp Thiên. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì một luồng sát khí ngưng tụ đã lan tràn mà ra. Ngay cả Tứ Tượng Tông bỗng chốc hóa thành địa ngục xâm la, khiến cho tất cả mọi người gần như bị đông cứng. Nhưng ngay lúc này, Thi Mạc liền tiến một bước. Trong phút chốc, cả người ông ta cháy lên một cách mãnh liệt, vô cùng chói mắt. Đốt máu sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Vi Minh vô cùng kinh ngạc. Đã định hét lên thì Thi Mạc đã phẩy tay, làm cho Bạch Vi Minh và mọi người trong Tứ Tượng Tông đều văng về phía sau. Đứng ngay võ đài còn có các đệ tử còn lại. Mạc lão quỷ, ông... Bạch Vi Minh chưa kịp nói gì thì Thi Mạc đã hét lên, giống như một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vi Minh, với tư cách là đại trưởng lão, tôi ra lệnh cho cậu lập tức đem tất cả đệ tử của Tứ Tượng Tông rời đi ngay, ra khỏi tiểu thế giới, đến thế giới tục tìm Diệp Thiên. Hãy nhớ lấy, trên đời này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể đánh được Thiên Luân. Thi Mạc vừa dứt lời liền phất tay một cái, sau đó kéo theo một vết nứt không gian dài thẳng tới trước mặt đám người Bạch Vi Minh, còn bản thân ông ta lại biến thành một quả cầu lửa vô cùng sáng chói, lao thẳng về phía Thiên Luân. Lúc này đây quả là một bài ca bi tráng. Phát! Trên bầu trời bỗng lóe lên ánh lửa,
khi Mạc hóa thành một quả cầu lửa rực cháy lao thẳng vào Thiên Luân. Giọng nói hùng hồn của ông ta xen lẫn chút bi tráng, vang xa khắp đỉnh núi của Tứ Tượng Tông. Đại trưởng lão! Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều trưởng lão của Tứ Tượng Tông kinh ngạc hét lên, tức giận lên đến cực điểm. Mặc dù Diệp Thiên cố gắng hết sức để đánh bại Thiên Luân, trở thành người mạnh nhất của Tứ Tượng Tông, nhưng trong mắt những vị trưởng lão thế hệ trước của Tứ Tượng Tông, Thi Mạc mới là người đứng đầu của Tứ Tượng Tông, ai ai cũng kính nể ông ta. Bây giờ nhìn thấy Thi Mạc xả thân, quên mình, tự thiêu tinh huyết để đối đầu với Thiên Luân, cảm giác bi thương của một người anh hùng đến tuổi xế chiều đột nhiên nảy sinh, lấp đầy lòng người. Một số đệ tử không kìm được quay đầu xem, nhưng giọng đẹp Bạch Liên Minh như sấm sét động trời lại vang lên. Tất cả mọi người của Tứ Tượng Tông nghe rõ lệnh, lập tức đi vào con đường không gian. Ai làm trái sẽ bị xử theo môn quy. Mắt Bạch Viêm Minh lóe lên sự khó xử, nhưng ông ta không hề do dự nhiều, liền vung tay lên, đẩy toàn bộ đệ tử trong võ đài đi vào con đường không gian. Những trưởng lão và đại sư khác nhìn thấy vậy đều kinh ngạc, không ngừng nhìn về phía Bạch Viêm Minh. Môn chủ, nhưng đại trưởng lão im miệng. Bạch Viêm Minh hét lớn, trong mắt ánh lên sự kiên quyết. Đại trưởng lão, hy sinh bản thân là để chúng ta an toàn chạy thoát. Chẳng nhẽ các người lại muốn bao công sức của ông ấy đổ xuống sông xuống biển hay sao? Để trước khi ông ấy chết, ông ấy còn phải nhìn toàn cảnh môn phái chúng ta bị tiêu diệt hay sao? Nghe thấy lời của Bạch Viêm Minh, tất cả trưởng lão và đạo sư đều phản ứng lại. Họ nghiến răng nghiến lợi, lao vọt vào con đường không gian. Muốn đi sao? Nhìn thấy người của Tứ Tượng Tông đang dần biến mất khỏi con đường không gian, Yến Băng Lăng đã bị ma hóa, cười khẩy vọt đuổi theo. Nhưng bà ta vừa cử động, một ánh lửa liền lóe lên, tốc độ tựa như ma quỷ lao thẳng đến chắn trước người bà ta. Một nắm đấm ẩn chứa vô chú nâng chân lực được tung ra. Tung! Yến Băng Lăng không lùi bước, tiến lên tung một quyền đỡ lấy. Hai quyền va chạm vào nhau gây chấn động cả không gian. Quả cầu lửa và Yến Băng Lăng hơi run rẩy lùi về phía sau mấy trượng. Mạc lão quỷ, tôi tiễn ông. Bạch Vi Minh quỳ xuống trước quả cầu lửa, sau đó hóa thành ánh sáng chui vào con đường không gian. Không gian cực lớn kia nứt ra, sau đó biến mất. Cả Tứ Tượng Tông không còn lại một ai. Thiêu cháy tinh huyết sao? Thiên Luân đứng chắp tay sau lưng, nhìn quả cầu lửa một cách lạnh lẽo. Cuồng Nho, ông nghĩ ra chiêu này nhưng có tác dụng với tôi hay sao? Thi Mạc toàn thân đẫm máu, từng giọt máu chảy xuống bị ngọn lửa bao quanh, làm cho bốc hơi, tạo ra sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Ông ta nhìn Thiên Luân, mỉm cười nói, tôi biết không có tác dụng với ông, nhưng chỉ cần có thể ngăn ông trong vài phút để toàn bộ Tứ Tượng Tông rời đi, mục đích của tôi đã đạt được rồi, hả? Thiên Luân nghe xong liền cười khẩy. Ông thực sự nghĩ vì mình thiêu cháy tinh huyết nên toàn bộ người của Tứ Tượng Tông mới rời đi được sao? Ông tự tin quá rồi đó. Ông mãi mãi không biết cách biệt giữa chúng ta lớn thế nào đâu. Gã nói xong liền nhìn về phía Thi Mạc, năm ngón tay giơ lên, từ từ siết lại. Hả? Ngay giây phút này sắc mặt Thi Mạc liền lập tức thay đổi. Cơ thể đang bùng cháy lập tức dập tắt lưỡi. Huyết tinh điên cuồng trong cơ thể của ông ta cũng bị trấn áp. Ngay tại giây phút này ông ta đã mất đi toàn bộ cảm giác với xung quanh. Chỉ trong một chiêu, Thiên Luân đã phong bế được ông ta, thậm chí khiến huyết tinh tự nhiên của ông ta không thể sinh sôi được không ngừng. Tên này mạnh đến mức nào vậy chứ? Thi Mạc run rẩy, cảm giác vô lực lan ra, không thể so sánh Thiên Luân bây giờ. Với lúc Diệp Diên Thiên đánh bại được gã, gã đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Cuồng Nho, người của Tứ Tượng Tông có thể rời đi được là do tôi cố ý đấy. Cái mà tôi muốn là để bọn chúng đến thế giới tục gieo rắc tin tức về tôi đi khắp nơi, quan trọng nhất là để Diệp Đăng Thiên biết được tin. Hắn được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thế giới tục, tôi phải đánh bại hắn, sau đó trái đất rộng lớn này sẽ trở thành vương quốc ma cung của Thiên Ma Đế tôi. Gã cúi đầu nhìn xuống Thi Mạc, trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Còn ông, tôi sẽ không giết ông, tôi sẽ giữ ông lại để làm phần quà cho Diệp Đăng Thiên.
Vừa dứt lời, gã liền ấn ngón tay, ánh sáng đẹp lao thẳng đến ấn đường của Thi Mạc. Trong nháy mắt, hai mắt Thi Mạc ngưng tụ lại, con người vốn màu đen dần bị màu xám trắng ăn mòn, tạo thành hai con mắt vô thần trống rỗng. Ma khí dần dần lan ra từ hai mắt, chiếm lấy thân xác ông ta. Làm xong mọi việc, Thiên Luân nhìn về phía ba người Yến Băng Lăng, ra lệnh cho bọn họ: lập tức triệu tập toàn bộ Mano theo tôi vào thế giới tục, để cho đám người phàm nghênh đón sự thống trị mới thôi nào. Yến Băng Lăng, Cao Chấn Tùng, Lạc Vô Cực cùng quỳ xuống, đồng thanh và cung kính: tuân lệnh Ma Đế. Sau đó một giọng nói trầm thấp được truyền ra, những lớp khí đen xếp chồng lên nhau khắp đất trời. Bên trong là một đội quân ma khí với khí thế tà ác. Những kẻ này đều là đệ tử của Tam Nhất Môn, Long Thượng Tông, Thần Ý Môn, Lưu Văn Tông đã biến mất lúc trước. Số người lên đến cả vạn. Thiên Luân bấm ngón tay, khe nứt không gian mở ra, tất cả mọi người cùng gã biến mất vào bên trong. Trận chiến giữa người tu tiên và người tu ma đang dần lan đến giới thế tục. Đây chính là một tai họa chưa từng có của giới thế tục. Nó cũng đang lặng lẽ giáng xuống. Hoang vực, Diệp Thiên cố gắng bước nhanh hơn. Trong cuộc hành trình tìm kiếm hoa bạch ám, anh không biết ma khí mạnh mẽ đột nhiên lao đến kia thuộc về ai, nhưng anh cảm thấy rất bất an. Hoa Thanh Hà cảm nhận được sự lo lắng của anh. Cô ta không biết làm thế nào để an ủi, nên chỉ có thể lẳng lặng đi theo anh. Trên đường đi, Diệp Thiên đã giết chết vô số dị thú ma vật của hoang vực. Cuối cùng cũng đến được nơi sâu thẳm nhất. Cảnh sắc tươi đẹp ở nơi đây hoàn toàn khác so với hoang vực lộ ra trước mặt bọn họ. Nơi đây hoàn toàn khoác với hoang vực hoang vu, đi kèm với tử khí nồng đậm. Ngược lại, nó tràn ngập sinh khí, chim hót, hoa nở bao trùm lấy muôn nơi. Cảnh sắc xung quanh vô cùng tươi đẹp, cả hai như đang đi vào tiên cảnh vậy. Không ngờ nơi này còn như một động tiên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hoa Thanh Hà không ngừng cảm thán. Diệp Thiên lại không có lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Sau một hồi, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại, nhắm thẳng vào một hang động sau đằng sau thác nước. Hang động này nằm giữa lưng chừng núi, cách xa phía trên. Dòng nước chảy xuống vừa hay chắn được nó, nhưng tất cả đều không qua được ánh mắt Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn về phía rìa hang động, bông hoa bạch ám kỳ lạ với hai màu sắc giao hòa vào nhau đang ẩn hiện trong đó. Cuối cùng cũng tìm được hoa bạch ám rồi. Anh thầm kích động, gặp vô số gian nan ở hang ma phương Tây, bây giờ cũng đã được gặp bông hoa kỳ lạ mang theo sự sống và cái chết rồi. Nghĩ đến đây, anh bước vọt lên, chuẩn bị bay qua hái bông hoa này xuống. Nhưng đúng lúc này, dưới thác nước, không gian đột nhiên bị bẻ cong, một bóng người xuất hiện từ trong không trung. Chỉ thấy dưới thác nước, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, già nhưng tráng kiệt, tóc đen, không thể đoán được tuổi của ông ta. Ông ta ngồi dưới thác nước, nhưng nước chảy xuống vẫn cách đỉnh đầu ông ta nửa tấc, tự động rẽ sang hai bên, dường như chưa từng chạm vào trong cơ thể ông ta. Hả? Cảnh tượng này khiến Diệp Thiên không khỏi nhìn chằm chằm. Anh không cảm thấy kinh ngạc về việc thác nước không chảy xuống cơ thể ông ta, mà kinh ngạc vì anh chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông này. Với khoảng cách này, Diệp Thiên tự tin mình có thể cảm nhận được cảnh giới sử thi cấp quân vương, hay thậm chí là sử thi cấp thần hoàng. Nhưng người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn tránh được tất cả mọi giác quan của anh, giống như xuất hiện từ trong không trung vậy, cứ như ông ta không ở trong cùng một không gian với anh. Mà khi Diệp Thiên vẫn còn đang kinh ngạc, thì người đàn ông kia đã chớp mắt, sau đó mở ra. Ông ta nhìn Diệp Thiên hơi ngạc nhiên. Không ngờ trong mấy trăm năm nay, ngoại trừ tôi ra, thì cũng có thể có người đến được đây. Diệp Thiên không đáp lại, nhưng anh đang vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt lại là một con người. Ở sâu trong hoang vực tại hang ma phương Tây này lại có một con người. Hơn nữa, có vẻ người này đã ở đây không biết bao lâu rồi. Không chỉ vậy, Diệp Thiên còn có thể cảm nhận được khi người này xuất hiện, chân vũ tiệt thiên kiếm trong thần phủ của anh rung động. Đây là điều chưa từng xảy ra. Ông là ai?
Diệp Thiên không kìm nổi sự tò mò, liền hỏi ông ta. Người đàn ông ngồi xếp bằng vẫn bất động, trong ánh mắt mang theo vài phần hoang mang cùng tang thương. Tôi là ai sao? Mấy trăm năm nay chưa từng có ai hỏi tôi câu này, đến tôi cũng đã muốn quên mất tên mình rồi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi tên là Cổ Nguyệt Trường Hà. Cổ Nguyệt Trường Hà sao? Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên hơi sững sờ. Sau đó anh dường như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông là Trường Hà Kiếm Tiên sao? Diệp Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu anh chợt lóe lên. Thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà anh luyện chế ra, ban đầu là từ phôi kiếm của Thanh Đoản Kiếm do Trường Hà Kiếm Tiên để lại. Bởi vì chuyện này cho nên Diệp Thiên mới đánh nhau một trận kinh thiên động địa với 6 cao thủ ở Lư Thành. Còn người có thể làm cho Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm có phản ứng cũng chỉ là người mang hai chữ Trường Hà trong tên mà thôi. Theo như Diệp Thiên biết thì tuyệt đối không thể có người thứ hai. Chỉ có người duy nhất tuyên bố đi theo đạo Trường Thọ Thành Tiên là Trường Hà Kiếm Tiên. Ồ, nghe thấy lời của Diệp Thiên, Cổ Nguyệt Trường Hà hơi nhướng mắt càng thêm kinh ngạc. Đã qua mấy trăm năm, không ngờ vẫn còn có nhân loại nhớ tới một cổ nhân như tôi sao? Làm tôi khá kinh ngạc đấy. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Chàng trai trẻ, trên người cậu có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi từng để lại một vài vật phẩm ở thế giới tục. Có phải cậu đã lấy được thứ gì đó rồi hay không? Diệp Thiên không hề có ý che giấu. Ngay khi nghe thấy Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong, anh liền nhấc tay lên. Thần quang ở ấn đường phát sáng, Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lập tức xuất hiện trong tay anh. Diệp Thiên nhẹ nhàng ném Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, lưỡi kiếm cắt ngang thành một vòng cung hoàn mỹ, sau đó rơi xuống trong dòng nước trước mặt Cổ Nguyệt Trường Hà. Nhờ cơ duyên nên tôi mới có được bội kiếm của ông năm đó. Tôi đã sử dụng phôi kiếm của nó để luyện chế ra Thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm này. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng. Tuy lúc này sát chiêu mạnh nhất của anh đang ở gần một người xa lạ, nhưng anh lại không hề cảm thấy lo lắng một chút nào. Bội kiếm của tôi sao? Cổ Nguyệt Trường Hà cầm lấy Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Một cảm giác quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí ông ta. Cổ Nguyệt Trường Hà nhớ lại những năm tháng mình đã cùng Thanh Trường Kiếm này đi khắp thế gian, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Ông ta nhất thời cảm khái, chẳng trách lại thấy quen thuộc như vậy, thì ra là bạn cũ của tôi. Ông ta nhẹ nhàng sờ Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, nhưng chỉ mới chạm vào đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Sức mạnh này khiến cho lồng ngực ông ta bất giác đập loạn lên. Ông ta cũng thầm tán thưởng, trên thế gian lại xuất hiện người tài rồi. Ở độ tuổi của Diệp Thiên, trong thời đại của ông ta chưa từng có ai luyện chế ra được một vũ khí có sức chiến đấu siêu phàm như thế này. Trả kiếm. Một lúc sau ông ta lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng ném Thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm cho Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn không hề động đậy, tâm niệm vừa động, Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lại lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất vào trong ấn đường của anh. Nhìn thấy hai đại cao thủ nói chuyện với nhau, Hoa Thanh Hà chỉ cảm thấy bản thân còn không đủ tư cách để làm người ngoại cuộc. Cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hai người bọn họ. Ánh mắt Diệp Thiên xẹt qua, nhìn một lượt Cổ Nguyệt Trường Hà, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Cổ Nguyệt Trường Hà lúc này chỉ cách anh không đến 10 trượng, nhưng Diệp Thiên lại không thể cảm nhận được gì. Nếu như bây giờ anh có nhắm mắt lại thì cũng không thể cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyệt Trường Hà. Giống như hai người đang đứng đối mặt nhau nhưng lại ở không gian khác nhau vậy, được ngăn cách bởi một tấm chắn nào đó. Tôi không thể cảm nhận được khí tức của ông. Ông thực sự giống như lời đồn sao? Phi thăng vũ hóa, cả đời thành tiên rồi sao? Diệp Thiên hỏi. Phi thăng vũ hóa. Cổ Nguyệt Trường Hà cười nhẹ, trên mặt có chút chua xót. Đường đến tiên lộ khó như lên trời, muốn phi thăng thành tiên nào dễ như vậy chứ? Ngay cả khi sức mạnh
đạt đến nút thắt mà hành tinh này có thể chịu được, hoặc thậm chí vượt qua nút thắt đó. Nếu như không có sự hỗ trợ từ quy luật của các vì sao, hoặc không thể tìm ra tiên lộ mà các đạo giáo tinh hải lưu lại để thoát khỏi xiềng xích, thì tất cả đều là vô nghĩa. Người đời gọi tôi là tiên, chẳng qua là vì sức mạnh của tôi đã vượt quá tầm với của bọn họ. Nhưng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định với tiên đạo, nếu không thì tôi cũng đâu có bị mắc kẹt ở đây mấy trăm năm qua chứ. Vừa nghe thấy vậy, hai mắt Diệp Thiên khẽ nheo lại. Thành tiên là vì lý do gì? Cuộc sống vĩnh hằng sao? Hay là bất khả chiến bại chứ? Tu vi của Diệp Thiên đã tăng lên, cũng như anh được bước đến những nơi trước đây chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như tiểu thế giới. Diệp Thiên sớm đã quá quen thuộc với từ tiên này rồi, nhưng cho đến hiện tại anh cũng không biết chữ tiên có nghĩa là gì. Giống như Thiên Luân nắm giữ tiểu thế giới, lấy Đại Thiên Cung làm chủ, hơn nữa cũng là hậu duệ của chủng tộc ngoài hành tinh đã đến trái đất ở thời cổ xưa, như vậy cũng được gọi là tiên sao? Giống như tứ tượng thần quân Thì Chiến Thiên đã dùng sức mạnh của mình để bay lên tiên lộ, suýt chút nữa đã có thể phi thăng thành công, như vậy cũng gọi là tiên hay sao? Tiên. Cổ Nguyệt Trường Hà lẩm bẩm. Đột nhiên trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng, sống cùng tinh hà, mở ra không gian cho chính mình, đây mới chính là tiên. Qua những năm tháng dài đằng đẵng của trái đất, người được xưng là tiên cũng chỉ là người ban đầu tạo ra tiểu thế giới, sau đó không còn một ai khác. Nghe Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong, lồng ngực của Diệp Thiên khẽ run lên. Nếu đúng như những gì Cổ Nguyệt Trường Hà nói, vậy thì hy vọng của người muốn tu tiên mỏng manh đến nhường nào chứ? Chàng trai trẻ, cảnh giới thực lực của cậu hiện tại cách tiên không xa đâu. Đáng tiếc, chỉ một bước thôi, cơ thể cậu đang ở trái đất. Nếu như cậu không thể tìm ra cách để vượt qua các pháp tắc của trái đất, như vậy cậu sẽ không cách nào trở thành tiên được. Tiên đạo mịt mù, tiên lộ rộng lớn. Nếu như cậu đến đây để tìm kiếm tiên đạo, vậy thì có thể rời đi được rồi. Ở đây không có đáp án mà cậu muốn đâu. Giọng nói của Cổ Nguyệt Trường Hà kéo Diệp Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lập tức nhận ra mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Còn chuyện tiên lộ có khó khăn cách mấy cũng không hề liên quan gì đến anh. Tôi đến đây không phải để tìm tiên đạo, mà là vì hoa bạch ám. Diệp Thiên giơ tay chỉ vào chỗ rỗng giữa vách núi phía sau thác nước. Tôi cần nó để đi cứu người. Hoa bạch ám sao? Nghe Diệp Thiên nói xong, ánh mắt Cổ Nhạc Trường Hà có hơi dao động. Ông ta trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài. Nếu như cậu muốn hoa bạch ám, e là cũng sợ sẽ làm cho cậu thất vọng. Tại sao? Diệp Thiên nghi câu mày, nghi hoặc mở miệng nói. Cậu cứ thử đi rồi biết. Cổ Nguyệt Trường Hà không giải thích gì thêm, chỉ lắc đầu. Diệp Thiên nhìn về phía trung tâm thác nước. Ngay sau đó anh tiến lên một bước như bay lên trời, trực tiếp đứng ở trung tâm thác nước. Đã định chuyển hướng thác nước, nhưng thời điểm anh giơ tay lên, vẻ mặt lập tức đông cứng lại. Cái gì? Thác nước ào ạt trước mặt thực sự bị lòng bàn tay trực tiếp xuyên qua, không hề có chút cảm ứng hay lực cảm nào. Thác nước này thực ra là hư ảnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Diệp Thiên bay xuống, vội vàng hỏi Cổ Nguyệt Trường Hà. Chỉ nghe Cổ Nguyệt Trường Hà khẽ nói, thác nước trước mặt không phải thuộc sở hữu của trái đất, tên của nó là thác trời. Mặc dù cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thực ra nó không tồn tại trên mặt đất, mà là ở trong con đường không gian giữa trời đất và các ngôi sao khác. Cũng có nghĩa là nó đang ở một không gian khác biệt. Hoa bạch ám cũng tồn tại trong không gian đó, hoàn toàn vượt xa tầm với của cậu. Vậy nên tôi mới nói cậu chỉ có thể thất vọng trở về mà thôi. Ánh mắt Diệp Thiên càng đanh lại, không ngờ ngay lúc này hoa bạch ám đang gần trong gang tấc vậy mà lại không thể chạm vào. Nó thực sự tồn tại ở một không gian độc lập khác sao? Nếu như vậy thì chẳng phải anh đã tốn công đi đến hoang vực này sao? Trong lúc trầm tư,
ánh mắt Diệp Thiệt đột nhiên ngớ ra. Ngay lập tức anh nhìn vào Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiệt đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra ngay khi Cổ Nguyệt Trường Hà xuất hiện. Anh cũng không thể cảm nhận được ông ta. Lúc này anh mới được thần lại. Nếu như tôi đoán không lầm, chắc ông cũng đang ở trong không gian cùng với Thác Trời và Hoa Bạch Ám, đúng không?